Có nhiều anh em nhỏ nhỏ nha, chắc nói cái xe này là nguyên chiếc xe Vin 50 nè. Đây mình quay cho anh em coi cái này là phải xe 50 không? Bảo đảm đi ra đường có nhiều anh là bị nhìn vô là bị lừa tình liền. Xe đi cứ dễ tới 44 luôn nè. Đó. Dễ 44 nha. Chích lửa nè. Lòng Vin 67 nè. Đầu Vin 67 nè. Đó. Có cái bình này là bình KR thôi. Bình chà bá luôn. Xe 50 mà anh em nhìn thấy nó lạ không? Nên giờ ra đường mà mình nhìn mấy cái xe mà dễ bự bự vậy thì mình đừng có nghĩ nó là xe Vin nha anh em. Lầm chết luôn á. Vin đâu không thấy chứ ra một phát nó chửa một cái là không thấy biển số. Đó, xe Vin nè. Vin dữ dằn luôn.